Tiếp tục với nội dung phim Đấu La Đại Lục tập 217, sau khi tiếp nhận bài khảo hạch, Thiên Nhận Tuyết liền được truyền tống tới một nơi khá đông đúc. Nàng nhận ra đây chính là cảnh nội Tinh La Đế Quốc, người bên đường không ngừng bàn tán, gần đây thật là không yên ổn, Vũ Hồn Đế Quốc cũng đánh tới Hoàng Đô Tinh La rồi. Lão già này chính là tên dâm tặc Bất Nhạc hay đi hại gái nhà lành. Nhiều năm trước đã bị Tiểu Vũ sút cho sấp mặt, sau đó bị nhốt vào đại lao. Vừa cầm trên tay chai rượu, hắn vừa cảm thán, rốt cuộc cũng trốn ra được. Nếu như không phải Vũ Hồn Đế Quốc đánh tới, hắn không biết phải ngồi trong đại lao bao lâu nữa. Vừa lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng đi qua, nhìn thấy mỹ nhân, tên kia liền sáng mắt. Ông trời đúng là đối xử với mình không tệ, hắn nhanh chóng tiến tới làm quen. Xem cách ăn mặc của nàng, hắn cũng đoán được nàng có lẽ là tiểu thư con nhà giàu có nào đó. Cho nên Bất Nhạc cũng tự nhận mình là một đại nhân vật. Ở khu vực này, hắn nói một thì không ai dám nói hai, hắn ngỏ ý sẽ bảo hộ nàng. Từ đầu tới cuối, Thiên Nhận Tuyết vẫn bình thản, chân không hề dừng lại, ánh mắt không hề liếc nhìn tên này một cái. Đúng lúc cánh tay tên kia sắp chạm vào người, Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm ứng được khí tức khắc ám, thân thể nàng bộc phát hào quang rồi rút kiếm chỉ thẳng vào cổ Bất Nhạc. Tên kia thấy vậy vội vã quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lúc này hào quang của thiên sứ tỏa ra xung quanh, đám người bên ngoài thấy vậy tò mò tới xem. Thiên Nhận Tuyết cho rằng chỉ cần thẩm phán tên này thì có thể thông qua khảo hạch. Tuy nhiên, nàng chợt nhớ lại lời của Thiên Đạo Lưu rằng, nếu như dùng ánh mắt của thiên sứ thần đối đãi với người đời thì tội ác nào mới coi như không thể tha thứ. Lời này cũng có nghĩa rằng nàng phải đứng ở cương vị của thiên sứ thần để phán xét, nghe những người bên ngoài bàn tán về tội danh của Bất Nhạc, yêu cầu xử quyết hắn, bị số đông hô hào, Thiên Nhận Tuyết cũng suýt nữa động thủ xiên vào cổ tên kia một đường kiếm. Vậy nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng quyết định dừng lại. Bất Nhạc thế vậy liên tục dập đầu, hắn hứa lần sau sẽ không dám nữa. Thiên Nhận Tuyết lập tức đáp lời, chưa từng hối cải, làm sao tin được hắn không có lần sau. Lòng thích cái đẹp ai cũng có, hắn cho rằng bản thân làm như vậy chỉ vì nàng quá đẹp mà thôi. Lời này làm nàng ta tức giận, rõ ràng ban nãy hắn nghĩ rằng nàng là người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Còn giờ đây dựa theo suy luận của hắn, nàng là người mạnh hơn, đương nhiên sẽ có quyền chi phối mạng sống. Bây giờ nàng sẽ cho một cơ hội để chứng minh bản thân tuyệt đối không thể nào tái phạm nữa. Chỉ có mất đi thứ lấy làm kiêu ngạo thì hắn mới có thể học được cách đối xử bình đẳng với người khác. Không còn cách nào khác, Bất Nhạc đành phải tự phế đi vũ hồn, trở thành một người bình thường. Làm xong tất cả những chuyện này, mọi thứ xung quanh liền đứng im bất động. Hiển nhiên những gì xảy ra trước mặt chỉ là không gian ảo cảnh. Giọng nói của Thiên Đạo Lưu vang lên khen ngợi, có thể giết mà không giết, để hắn tự phế đi vũ hồn, chấm dứt khả năng làm chuyện ác sau này. Đây là cửa ải thứ nhất của khảo nghiệm thứ 8. Hào sắc, tham lam, ghen ghét, phản bội, dục vọng của nhân loại sẽ không bao giờ ngừng, tội ác cũng vĩnh viễn không có điểm dừng. Người này chỉ là một loại không đáng kể trong số đó. Công việc tiếp theo của nàng phải làm là thẩm phán những tội nghiệp nghiêm trọng hơn. Chuyển cảnh tới làng Nhật Sầm Lầm, sau không biết bao nhiêu thời gian cộng thêm các lam ngân thảo xung quanh rừng hiến, A Ngân đã chính thức phá kén mà ra. Để cảm ơn những người dân trung thành của mình, nàng ban cho bọn họ ánh sáng sinh mệnh làm phần thưởng, hy vọng mọi người sớm ngày tiến hóa. Nhìn thấy vợ của mình sống lại, Đường Hạo vô cùng cảm động, ông nhanh chóng chạy tới, hai người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Cuối cùng thì sau bao nhiêu thời gian cũng có thể ở bên nhau. Đường Tam hỏi thăm tình hình, A Ngân cho biết lần này còn tốt hơn trong dự liệu, chẳng những khôi phục hình người mà hồn lực cũng khôi phục lại 70 cấp như trước kia. Hơn nữa được làm ngần lĩnh vực của Đường Tam ảnh hưởng, tinh thần lực của nàng cũng đã không kém lúc còn là hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam nghe vậy yên tâm, Vũ Hồn Đế Quốc có thể phái người tới đây bất cứ lúc nào, để mẫu thân khôi phục lại một chút rồi sẽ lên đường rời khỏi đây. Dự định của hắn là đưa hai người về Hạo Thiên Tông, nơi đó dễ thủ khó công, cao thủ tụ tập, đủ để đảm bảo cho hai người. Đường Hạo nghe vậy liền từ chối, ông đã bị trục xuất khỏi tông môn rồi, bọn họ sẽ không chào đón. Nói là như vậy, nhưng sau một hồi thuyết phục, Đường Hạo cũng đồng ý. Cho an bài xong cho hai người, Đường Tam sẽ tìm cho lão khối hồn cốt phù hợp. Lại dùng kỹ năng hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng giúp nối lại tay chân. Tin là không bao lâu nữa, ông sẽ có thể quay về thời kỳ đỉnh cao, khôi phục phong thái phong hào đấu la như xưa. Rất nhanh, cả bốn người cũng lên xe ngựa rời đi. Đến bên ngoài Hạo Thiên Tông, Đường Hạo liền trầm mặc, rời khỏi tông môn bao nhiêu năm, lần nữa quay trở về, trong lòng ông có chút buồn vô cớ. Biết lão già trước mặt là Đường Hạo, một tên trong đó vô cùng bất mãn, hiển nhiên là hắn không chào đón ông. Tin tức Đường Tam quay về sớm đã có người phát hiện, cho nên đám trưởng lão liền cử Đường Ngọc Sai truyền lời, hắn có thể tiến vào, còn Đường Hạo thì không. Đúng lúc khó xử thì Đường Khiếu xuất hiện, hai anh em vui mừng gặp lại nhau, sau đó Đường Khiếu dẫn bốn người tiến vào bên trong. Vừa mới đi tới trước cổng, đám trưởng lão đã dẫn đệ tử chặn đường. Thất trưởng lão hy vọng Đường Hạo dập ngay cái định bái tế tổ tông đi. Nhìn thấy tình trạng hiện giờ của ông, trưởng lão cũng cảm thán, một đời thiên kiêu không ngờ lại lưu lạc tới bước này. Nếu không phải việc hồn thú này, ông vốn đã có thể tiến xa hơn. Đường Hạo thẳng thắn, nếu có thể làm lại, ông vẫn chọn bảo vệ thê tử của mình.
ông chủ động bước lên, bản thân tự cảm thấy hổ thẹn, không yêu cầu được chư vị trưởng lão tha thứ, chỉ nguyện được dập đầu vài cái chúc mộ phần của phụ thần. Thất trưởng lão lập tức cắt lời, chuyện tới nước này mà vẫn không biết hối cải. Đường Tam nghe vậy liền nhắc lại chuyện ước định ban đầu, hôm nay tới đây chính là mời các trưởng lão làm tròn lời hứa. Trong vòng 10 năm, hồn lực phải đột phá 80 cấp, giết chết một phong hào đô la của Vũ Hồn Điện và hồn hoàn thứ 8 phải làm 10 vạn năm. Chỉ cần làm xong ba chuyện này, chẳng những cho phép hắn nhận tổ quy tông mà cũng sẽ cho đường hậu trở lại tông môn. Hắn nhanh chóng lấy ra hồn hoàn của mình, nhìn thấy 4 chiếc hồn hoàn 10 vạn năm, cả đám đệ tử lẫn trưởng lão đều không thể tin nổi. Chuyện này làm sao có thể, hắn mới chỉ có nhiêu đó tuổi đã có thể đạt tới cấp bậc phong hào đô la, rốt cuộc bằng cách nào đạt được? Đường Tam thẳng thắn trả lời, cách làm của hắn lại trải qua gian khổ. Mấy tên trưởng lão nghe vậy chẳng nói được gì thêm nữa. Đường Khiếu thì tỏ vẻ hãnh diện, Đường Tam nhất định sẽ giống như tổ phụ năm đó, trở thành hy vọng của Hạo Thiên Tông. Bây giờ cả ba điều kiện đã hoàn thành, mấy tên trưởng lão cũng không dám nuốt lời. Bọn họ cùng nhau bước lên, sau đó tuyên bố từ hôm nay khôi phục thân phận đệ tử Hạo Thiên Tông của Đường Hậu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Đường Tam thấy kỳ lạ nên chất vấn, thất trưởng lão nhanh chóng tiếp lời, ý là dù Đường Hậu trở lại tông môn thì ân oán với bọn họ cũng sẽ không kết thúc như vậy, mang ông nợ con trai hắn, hắn phải đòi lại. Đường Tam công nhận phụ thân mình đã liên lụy tông môn, vậy nhưng nếu không có chuyện này, Vũ Hồn Điện liệu sẽ không ra tay với Hạo Thiên Tông hay sao? Thất trưởng lão kiên quyết, Đường Tam chỉ còn cách nhắc lại chuyện cũ. Nếu như năm đó tông môn lựa chọn cùng làm Điện Bá Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông liên thủ, bây giờ Thượng Tam Tông sẽ rơi vào kết quả vừa vong tàn vừa lui ẩn hay sao? Hạo Thiên Tông vào lúc cường thịnh vứt bỏ tông môn phụ thuộc để lựa chọn ẩn thế thì sự thật không có lỗi hay sao? Lời này nói trúng tim đen, vậy nhưng nó cũng khiến cho đám trưởng lão phải chột dạ. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng. Đã không cùng quan điểm, vậy thì đành phải lấy ra thực lực để nói chuyện. Thất trưởng lão yêu cầu, nếu như hắn trên cơ bản không sử dụng vũ hồn, đón lấy một chiều. Như vậy, ân oán giữa lão và Đường Hậu coi như chấm dứt. Đường Tam lập tức đồng ý và bộ phim tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Xin chào!